đẹp với thiên nhiên. Như thường lệ thì ngày hôm nay Mỹ Nhật cùng với Minh Khuê cũng sẽ mang đến cho quý vị những bí quyết làm đẹp mới từ những loại thảo dược, cây cỏ, hoa trái xung quanh chúng ta. Và cụ thể là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một loại trái cây khi chín thì nó có hai loại, một loại là màu tím, một loại là màu xanh. Và khi ăn thì mọi người thường là xoa đi cho nó mềm và cho nó có nhiều sữa để chúng ta ăn vào sẽ ngon hơn. Chắc là Minh Khuê đã đoán được trái gì đúng không Khuê? Chắc chắn là trái bú sữa rồi. Và hình ảnh trái bú sữa còn được gợi nhớ đến tình mẫu tử ngọt ngào, như là câu chuyện về tình yêu của người mẹ dành cho đứa con ngỗ nghịch trong sự tích cây bú sữa mà chúng ta đã được nghe từ tuổi nhỏ. Cũng chính vì những điều Minh Khuê kể mà có hai câu thơ là ăn trái ba lần mới biết trái ngon, con có lớn khôn mới hay lòng mẹ. Cây bú sữa thì thường đâm bông vào mùa xuân và kết trái vào lúc mùa hè thì trái gần như là chín. Và ngoài việc là một loại trái cây ngon miệng và thu hút sự chú ý của rất nhiều người thì trái bú sữa còn có rất nhiều công dụng khác trong việc tốt cho sức khỏe và bảo vệ làn da của chúng ta. Xin mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu vào phần 2. Bú sữa có tên khoa học là Rhizophyllum cainito trong họ hồng xiêm, có nguồn gốc ở các vùng đất thấp của Trung Mỹ và Tây Ấn. Tên gọi trong tiếng Việt của nó là vú sữa. Vú sữa lớn nhanh và có thể cao từ 15 tới 20 mét. Lá của vú sữa thường là xanh, mọc so le, hình oval đơn, mép liền, dài từ 5 tới 15 cm. Mặt dưới bóng như màu vàng khi nhìn xa, các hoa nhỏ màu trắng ánh tía và có mùi thơm ngát. Đây là loài cây lưỡng tính, tự thụ phấn, quả của nó tròn, có lớp vỏ màu tía hoặc nâu ánh lục khi chín. Thường có màu xanh lục xung quanh đài hoa, với kiểu hình sao trong cùi thịt. Có một vài giống cho quả màu trắng ánh xanh lục, vỏ nhiều latex và không ăn được. Các hạt dẹt có màu nâu nhạt và cứng. Nó ra quả quanh năm sau khi đạt đến 7 năm tuổi trở lên. Lớp cùi thịt của quả là ăn được và ngon, dùng làm các món tráng miệng. Nó có vị ngọt và nói chung là được phục vụ dưới dạng tươi hoặc làm lạnh khoảng 10 tới 15 độ C. Loại quả có vỏ màu tía thì có lớp vỏ dày hơn và cùi thịt đặc hơn. Còn loại có vỏ màu nâu lục, nó có vỏ mỏng và nhiều cùi thịt nhão. Vú sữa du nhập từ châu Mỹ vào Ấn Độ, Sri Lanka, Philippines, Thái Lan rồi vào miền Nam Việt Nam. Cách đây vài năm, loại vú sữa màu tím rất phổ biến. Nhưng hiện nay, vú sữa có màu nhạt hơn, sắc xanh uyển chuyển đổi hồng phơn phớt. Người ăn sành thường chọn trái chín, vần cho mềm rồi mới ăn. Khi ấy, vú sữa sẽ không bị nhựa rin rít kẽ răng. Vú sữa thường chỉ bổ đôi rồi ăn sống một cách đơn giản. Tới cây ấy hả? Dạ. Yêu cây vú sữa quá ha. Vậy em có biết là sự tích về cây vú sữa không? Dạ biết chứ. Hồi đó học cấp 1 em còn nhớ rõ nè, trong cái quyển truyện Sự tích cây vú sữa còn có hai câu thơ là ăn trái ba lần mới biết trái ngon, con có lớn khôn mới hay lòng mẹ. Đúng rồi. Bởi vậy hả, em đọc xong cái chuyện đó em thích lắm, em đi tìm hiểu hết về cây vú sữa. Chị biết không, trái vú sữa này có rất là nhiều công dụng nha. Công dụng á? Ừ. Công dụng gì? Nè, chúng ta ăn vô á sẽ làm giảm bớt lượng cholesterol trong máu, giúp chúng ta có một giấc ngủ rất là ngon và sâu. Đặc biệt là phụ nữ mà ăn nhiều trái vú sữa thì sẽ giúp có một làn da mịn màng, tươi trẻ. Thật hả? Thật. Trái vú sữa mà nhiều công dụng vậy á? Nhiều lắm. Ủa nhưng mà nó có chống chỉ định gì không? Ai cũng ăn được trái vú sữa đúng không? Cái này thì em không có rõ lắm. Nhưng mà muốn biết rõ hơn á thì bây giờ chúng ta cùng lắng nghe lời giải thích của thầy Đinh Công Bảy. Không những ở Việt Nam mà các nước trên Đông Nam Á rất ưa chuộng trái vú sữa vì khi ăn trái vú sữa có vị thơm ngon đặc trưng,
Hơn nữa, nó lại đem đến cho người ăn một cảm giác rất là sảng khoái. Dạ thưa Lương Y Đinh Ông Bảy, thầy có thể cho biết là giá trị dinh dưỡng của trái vú sữa như thế nào không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì trái vú sữa là một cái loại đặc sản của cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì cái đất ở vùng này là phù sa, nó bồi đắp và nó có nhiều cái dưỡng chất ở trong đất, nó nuôi cái trái vú sữa. Và cái vị ngọt thơm của nó là nó được đúc kết từ những cái chất đường và những cái chất dinh dưỡng khác trong trái vú sữa. Mà khi người ta ăn là cái chất đường nó được hấp thu rất là nhanh. Và chính vì vậy, những cái người mà sau khi làm việc mệt nhọc mà ăn trái vú sữa thì được bổ sung một lượng năng lượng là rất kịp thời, và đồng thời thấy người khỏe ra và sảng khoái. Và cũng giống như các loài trái cây khác thì trái vú sữa nó vẫn chứa nhiều cái dưỡng chất như là các loại vitamin và một số là khoáng vi lượng để mà bồi bổ cho cơ thể chúng ta. Và khi mà người ta ăn trái vú sữa thì người ta có hai cái cách để mà ăn. Ví dụ như là khi mà chúng ta ăn vú sữa ở trong vườn thì nên chọn những cái loại trái vú sữa nó chín và chúng ta là vần hoặc là bóp đó nó mềm, sau đó bẻ ra và ăn và thưởng thức những cái chất dịch của cái trái vú sữa mà không có bị cái mủ nó dính vào trong miệng. Còn khi mà chúng ta ăn vú sữa ở trong cái bàn tiệc hoặc là trong những cái bàn ăn thì chúng ta cũng nên chọn những trái vú sữa thật chín và cắt đôi ra và lấy muỗng nào mà ăn. Và như vậy thì chúng ta vẫn thưởng thức được là những cái chất dinh dưỡng từ trong trái vú sữa. Và cái vú sữa nó không những cho trái vú sữa để mà làm một cái loại thực phẩm ngon ngọt thơm hấp dẫn như vậy, mà nó còn cho chúng ta một số cái loại dược liệu khác. Ví dụ như người ta có thể là dùng lá vú sữa để mà chữa những cái trường hợp là bị đau bụng hay là những trường hợp bị đau nhức là do bị phong thấp, thì ta dùng lá vú sữa để ta sắc ta uống để mà trừ những cái đau nhức. Hoặc là cái vỏ cây vú sữa cũng là giúp là cho người ta là tăng cường khí lực và giảm đau nhức khi mà bị phong thấp là nhức mỏi cả khớp. Thế thì cái cây vú sữa mặc dù là nó là một cái cây mới ở Việt Nam, nhưng mà cái sự hấp dẫn của nó đối với cái người dân ở Việt Nam và ở cả cái nước ở vùng Đông Nam Á là đã được khẳng định. Và hiện nay vú sữa là được có giá trị rất là cao ở trên thị trường. Và ở Nam Bộ có một cái giống vú sữa ngon, ngọt, thơm và trái lớn, thì cái giống vú sữa đó gọi là vú sữa Lò Rèn, và có một câu chuyện liên quan tới vú sữa Lò Rèn cũng rất là thú vị. Vậy thì thưa Lương Y Đinh Công Bảy, trái vú sữa ăn ngon miệng như vậy, nhưng mà ngoài ra nó có lưu ý nào khi ăn vú sữa không ạ? Vâng, chúng ta biết là vú sữa là một loại trái cây ngon ngọt, nhưng mà trong cái trái vú sữa nó có cái chất nhựa, cái chất nhựa này nhựa màu chát. Cho nên khi mà chúng ta ăn những cái loại hải sản thì sau khi ăn hải sản thì chúng ta cũng không nên ăn vú sữa, tại vì cái chất chát này nó sẽ gây cản trở cho cái việc tiêu hóa các cái loại hải sản. Và đồng thời những cái người mà có cái tình trạng mà hay bị sốt ruột mà đầy hơi thì chúng ta cũng không nên ăn vú sữa. Thì đó là một số cái mà chúng ta cần lưu ý khi mà sử dụng trái vú sữa. Vậy là quý vị lưu ý, khi chúng ta bị đau bụng đầy hơi hoặc là sau khi ăn hải sản thì chúng ta chớ nên dùng trái vú sữa vì nó không hề tốt cho sức khỏe. Và xin cảm ơn Lương Y Đinh Công Bảy đã có mặt tại buổi tọa đàm ngày hôm nay để chia sẻ những thông tin thật là thú vị về trái vú sữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuống phòng chế biến thảo mộc để thực hiện những cách thức làm đẹp từ trái vú sữa nhé. Chúng ta đang cùng gặp nhau tại phòng chế biến thảo mộc, và chúng ta cũng đã biết là cùng với chương trình làm đẹp với thiên nhiên thì quý vị luôn được khám phá những điều bí ẩn rất tuyệt vời từ bên trong những loại trái cây, những loại rau củ quả có xung quanh ta mà chúng ta dường như chưa khám phá được hết bí quyết của nó. Nhiều người cũng thích ăn vú sữa, nhưng mà nếu mà kết hợp làm chè thì thích hơn nữa, bởi vì nó vừa mát rồi nó vừa có nhiều màu sắc mà vừa bổ cho cơ thể nữa thì Nhật rất là thích. Thôi có biết thực hành món chè này không? Chè bao giờ sữa, chưa? Chè bằng sữa nghe lạ quá. Có lạ món chè này nữa hả? Đâu rồi có. Mà cách thức nó làm có khó không? Mà rất đơn giản. Nguyên liệu có cần nhiều thứ không? Cũng không cần nhiều lắm, những
nguyên liệu thì chúng ta rất là quen thuộc, dễ tìm thấy, mua ở trong chợ, ở trong siêu thị chẳng hạn. À, chúng ta hãy cùng nhau thực hành món chè vú sữa nha quý vị. À, nguyên liệu của món chè này rất là đơn giản. Chúng ta sẽ dùng một trái vú sữa đã chín và hơi lớn một chút xíu, một trái lựu, có thể thêm sữa tươi tùy thích, và tiếp theo là 100g bánh lọt màu xanh xanh đó về mà chúng ta hay thấy ở trong chè bánh lọt á. À, rồi. Đúng rồi, và thêm đường hoặc là sữa như Nhật vừa nói, như chúng ta thích ăn ngọt một chút và béo một chút. À, cách làm rất đơn giản, chúng ta chỉ cần xoa trái vú sữa thật là đều để cho nó đi cái lượng mủ ngoài lớp vỏ, cái cách mà chúng ta thường ăn vú sữa mỗi ngày á. Và chúng ta chỉ cần cắt làm đôi, sau đó bỏ hạt ở bên trong và bỏ cái lớp mày ở chính giữa trái vú sữa đi. À, chúng ta lấy cơm, lấy cái nước vú sữa ra thì chúng ta sẽ có cái cơm vú sữa như thế này, nhìn rất là hấp dẫn. Đây là mình cũng đã ép, mình nghiền nát ra rồi đúng không? Ừ, đúng rồi, mình hơi nghiền cho nó nhuyễn nhuyễn một chút xíu để khi ăn thì không có bị tóm cục lại á. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tách ra hạt lựu ra như thế này và bỏ đi cái lớp mày trắng trắng này nghe thôi, bởi vì khi ăn chè mà nó còn cái lớp mày trắng này thì nó sẽ bị sơ sơ, không có được ngon lắm cho không có đẹp mắt nữa. Đúng rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cho tất cả vào trong một cái tô nhỏ. Chúng ta sẽ cho vú sữa đã nghiền nhuyễn vào, cho hạt lựu đã được tách ra vào, cùng với bánh lọt, cùng với một ít sữa tươi nếu thích, và cùng với đường cắt trắng vào. Và nếu như không có đường cắt trắng thì mình sử dụng đường nước cũng được. Cũng được. Chúng ta sẽ trộn lên. Như vậy là Khuê thấy không, chúng ta đã có được một món chè vú sữa có màu xanh của bánh lọt, có màu vàng vàng hồng hồng của hạt lựu, có màu trắng của sữa và có vú sữa thật là ngon. Chúng ta chỉ cần cho đá hoặc là bảo tủ lạnh cho vừa mát là ăn được rồi, bởi vì cái món chè này thì lạnh thôi là đã vừa đủ, không cần phải đông lại. Vậy thì có nghĩa là chúng ta nên làm vừa phải, ăn hết chúng ta lại làm tiếp, chứ không làm được nhiều một lúc rồi để trong tủ lạnh. Không nên, bởi vì những cái loại trái cây mà khi đã bỏ ra rồi thì chúng ta nên dùng ngay. Chứ nếu mà để qua thời gian lâu quá thì cái chất dinh dưỡng nó bị mất đi. Đúng rồi. Thường thường thì người ta rất là thích ăn chè xương xa hạt lựu, nhưng mà với lượng loại chè đó thì Nhật thấy nó hơi ngọt quá, bởi vì nó có nước đường, rồi nó cũng hơi béo của nước cốt dừa nữa. Cho nên đây là món chè những cái khoái khẩu và nó cũng có một công dụng tốt với làn da của chúng ta nữa, vóc dáng nữa. Còn tốt cho sức khỏe chứ. Đúng như vậy. Thưa quý vị, một số cách rất đơn giản chúng ta đã có được món chè vú sữa rất là ngon rồi. Chúng tôi tin rằng với những cách thức mà trong chương trình Làm Đẹp với Thiên Nhiên hướng dẫn thì các bạn sẽ luôn trẻ hơn, khỏe hơn và đẹp hơn mỗi ngày với chương trình.